Số liệu của chính phủ Mỹ vừa được công bố, trong 3 tháng đầu năm nay, thì số người Mỹ sống ở nước ngoài quyết định đổi quốc tịch đã leo lên con số kỷ lục. Nguyên nhân được cho là do các quy định về thuế của Mỹ quá khắt khe. 3 tháng đầu năm nay, có 1.300 người Mỹ sống ở nước ngoài quyết định đổi quốc tịch, con số kỷ lục từ trước đến nay tính trong cùng kỳ. Đây là những người không muốn tiếp tục đóng các khoản thuế cao cho cơ quan thuế của Mỹ IRS. Ca sĩ nổi tiếng Tina Turner là một trong số đó. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng nay cô là công dân Thụy Sĩ. Đồng sáng lập Facebook, ông Eduardo Saverin, vốn là người Brazil, đến Mỹ lập nghiệp để rồi từ bỏ quốc tịch Mỹ và chuyển sang quốc tịch Singapore. Một số ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ là về tiền. Chính phủ Mỹ can thiệp quá nhiều vào đời sống của công dân. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, khi người ta già đi, người ta muốn có một cuộc sống đơn giản. Không ai muốn ngày nào cũng phải đi kê khai các loại giấy tờ. Mỹ là một trong số ít các quốc gia đánh thuế công dân sống ở nước ngoài. Nhiều chuyên gia người Mỹ làm việc ở các nước khác từng coi quốc tịch Mỹ là một vinh dự. Nhưng nay với những khoản thuế phí, giấy tờ rườm rà, nhiều người than phiền rằng thẻ công dân Mỹ không còn hấp dẫn nữa.